hết đâu. Sao chợ này nó hợp trễ dữ vậy ta? Bốn giờ sáng chợ Hòa Bình. Đó hả? Đây em nè. 4 giờ sáng. Đồ gì mẹ? Bán gì cho tụi con ăn chay được sao? Trời ơi, đồ ăn sáng á hả? Từ từ đi, tí giờ bển có gì còn cái mì mà. Giờ này có thấy ai bán gì đâu mà ăn sáng. Quần kiến cuối cùng. Có không? 4 giờ sáng, giờ hoành là chỗ bán rau không nè. Đúng giờ. Cái này bự phải không? Để cầm cái nắm hết hồn. Ít à. Buổi chiều là hết rau luôn á. Cái gì xà lách gì kìa. Cái đó không phải xà lách, cái này là caron gì không? Giáp cá nè. Này nè mẹ. Thấy nó hơi buồn buồn. Nó khô nó vậy á, còn nó nước nó tươi ra. Nó không có gì nữa, thấy không? Dạ. Nước nó tươi ra nó mẹ lấy lá cốc rau rừng chưa? Lá cốc rau rừng của mình một bọc đó phải không? Cái nhà mình hả? À lấy rồi phải không? Dạ. Yeah.
Dạ. Cái cải gì á? Cải bạch xanh à? Năm giờ sáng rồi mặt bơ phờ thiệt, mặt mày bơ phờ như là không còn sức sống. Bữa nay là mùng 5 tháng 5, bên em mùng 5 tháng 5. À, Khoa đang làm bánh xèo để đặt những cái đơn hàng khách đặt đó cả nhà. Đúng là tính mùng 5 tháng 5 nghỉ xã hơi, nhưng mà khách đặt nhiều quá cho nên là bây giờ là phải làm. Khách đặt hôm nay mấy ngày rồi, thôi cố gắng làm cho khách luôn. À, trước tiên cũng cảm ơn quý khách đã đặt hàng luôn, đặt hàng ủng hộ cho Thoa với là anh Tiểu Linh với gia đình Thoa đó. Cho nên là bây giờ tức từ 3 giờ khuya, một cái đơn thì là mấy giờ hả? 7 giờ rưỡi. Dạ, một đơn 7 rưỡi. 7 giờ rưỡi là phải giao 25 đơn, cái 9 giờ, một đơn 8 giờ, 10 cái bánh xèo chay, 10 cái bánh xèo chay với lại 15 cái mặn đó. Cho nên là hả, khuya là mấy mẹ con thôi 3 giờ là thức dậy rồi, đi chợ là bắt đầu là đổ nè cả nhà đó, đi chợ bắt đầu đổ nè. Em đổi chảo. Hôm nay phá kỷ lục lần đầu tiên quán bán từ chiên bánh xèo từ lúc 5 giờ sáng. Chiên bánh xèo từ 5 giờ sáng. Sáng giờ lu bu quá không quay được, bây giờ trời sáng vững rồi. Sáng giờ lu bu làm cho nên là không có quay đó. Mùng 5 tháng 5 thì mọi người thường hay cúng bánh xèo, cho nên là Tha làm bánh xèo, không có nghỉ, làm cũng hưởng ứng Tết nửa năm với mọi người. Đây là mình làm cái đơn đầu tiên, mình tranh thủ cho cái đơn 7 giờ rưỡi mình giao. 7 giờ rưỡi giao. Còn một cái đơn 25 cái thì 9 giờ. Rồi có thêm 25. Vài đơn nữa. Rồi bây giờ tạm thời cho mọi người coi tí xíu vậy thôi nha. Bây giờ bắt tay vô làm tiếp đây. Hôm nay hơi lu bu. Dạ, tí xíu nữa rồi quay tiếp. Mở quạt lên đi cho mát. Mùng 5 tháng 5. Sáng giờ đi, giờ này là mấy giờ ta? 8 giờ mấy? 9 giờ chưa chú? 8 giờ 45 à? 35. 8 giờ 35 đi 2 đơn. Đây là 25 cái bánh xèo. Rồi sáng là 25 cái nữa. Mùng 5 tháng 5. Giờ 3 giờ khuya là thức dậy rồi. Cải rau nè quý vị ơi, rau rừng nè. Xà lách nè. Cái gì chú? Quần áo hả? Như bữa nay nó chở đi rồi. Giao ấy hôm qua rồi, hôm qua tụi con đóng gửi rồi. Xe tải nó đi trước. Mai mốt có chuyến con kêu. Còn nhiều chương trình mà. Băng mùng 5 tháng 5 là một cái ngày rất là quá mệt mỏi. Một năm chỉ có một ngày thôi, 3 giờ khuya tới giờ luôn. Bây giờ đây là cái cuối cùng nè, cái đặc biệt cuối cùng. Ai ăn? Quý vị sẽ nghĩ ai ăn là người cho cách đặc biệt. Cách lấy đặc xa biệt. Ra
Đây rồi. Đổ cái này cho nó dày tới bến luôn á mày. Thôi thôi, rất là đặc biệt mới vậy nha. Cái cuối cùng, cái cuối cùng, cái cuối cùng đặc biệt lắm mới được vậy. Đi xíu lấy. Trời ơi, với cái này tôi không biết nó sẽ vàng giòn nổi không nữa. Hết giá rồi nha. Bánh xèo cuối cùng dành cho vị khách đặc biệt. Yeah. Cảm thấy xin hỏi anh, cảm thấy ngày hôm nay anh cảm thấy mình, trong lòng mình giờ như thế nào? Quá là mệt, cảm thấy buồn ngủ quá. Sáng giờ tôi thức từ 3 giờ cho tới bây giờ 3 giờ đi chợ, xong rồi về là đổ bánh xèo cho khách, là có mấy cái đơn mà mấy cô đặt trước đó là tới 5-70 cái, là làm đi giao từ sáng giờ rồi, tại radio người ta ăn rồi hoặc là mua về. Bữa nay là mùng 5 tháng 5 cho nên là ăn bánh xèo nhiều lắm. Vậy mà bữa mẹ tính nghỉ, nói mùng 5 tháng 5 thôi nghỉ một bữa, quá sai lầm. Rất là vui nhưng mà rất là mệt, buồn ngủ. Nếu mà mỗi ngày sẽ giống như ngày mùng 5 tháng 5 thì anh cảm thấy mình sẽ rất là vui đúng không? Không, để cho cô Quanh làm mệt quá. Cô Quanh bà nghỉ đúng ngày ghê luôn á, bà nghỉ đúng ngay cái ngày mà gọi là thứ dữ luôn á. Sáng giờ đứng tê chân luôn á cô Quanh. Con tưởng là con sẽ không làm nổi nhưng mà không ngờ con đã làm được. Con đã làm được rồi. Chúc mừng. Bán hết luôn, mới ghê chứ. Đối với là một người như em cảm thấy là rất là hãnh diện khi mà anh em đã chịu từ 3 giờ sáng tới bây giờ. 3 giờ sáng á, nó hứa nó đi chợ. Tối hôm qua nó đi chợ, tôi tưởng là cả nhà đi. Cái đứng rung hoài rồi sao người ta coi được. Đứng thẳng bình thường luôn coi. À đúng rồi. Trời đất ơi, nãy giờ nó nhảy. 3 giờ khuya kêu không ai thức chân trời. Có mình tôi thức đầu tiên à. Đợt hồi mẹ mới thức xong rồi đi chợ có ba người, rồi ba người làm cho tới năm mấy sáu giờ thì chú Quanh mới qua. Thì nói chung cũng thức mà, thức trong giấc mơ, đi chợ trong giấc mơ thôi đúng không? À, mặc dù nó cái này nó dày, ngủ, chúng ta rất là tập trung về cái này nó dày xèo. Cái này nó rất là dày luôn, không biết khi nào nó mới giòn. Nó dày quá, nó không được giòn. À, mọi người sau này mà ai muốn đổ bánh xèo kênh Hữu qua đổ nha. Cảm ơn, tôi không làm ngày này đâu, cực lắm quý vị ơi. Tôi đứng từ sáng cho tôi mệt quá. Không, thực sự bán mà được thì cũng vui mà mệt quá. Còn bán vắng thì hơi buồn. Bởi vì cuộc đời này không có cái gì mà nó hoàn hảo chứ. Ai cũng muốn cái gì, mình cũng muốn cái nào nó cũng được hết, nó đâu được đâu phải không? Muốn khỏe thì là không làm không được, còn làm được thì phải mệt. Buồn ngủ luôn, thấy là buồn ngủ quá. Vậy phương pháp nào là tốt nhất? Phương pháp gì? Mình làm như tập yoga vậy phương pháp. Chứ giờ bán đắt cũng mệt, giờ bán thế cũng buồn. Anh muốn làm sao? Bình bình thôi. Em muốn bình bình thôi quý vị. Khi mà em mở cửa ra thì quý vị sẽ tới ăn. Ví dụ em đổ vừa xong cái này, cái quý vị ăn xong cái mới tới người khác tới, hiểu không? Theo cái kiểu mà get line, xếp hàng mà theo thứ tự. Anh nên nhớ người phỏng vấn là Tiểu Linh Vũ nha. Cái đó nói chơi đó quý vị ơi, chứ thật ra thì cố gắng phục vụ hết sức có thể. Chết rồi, nó dày quá mì ơi, nó không có giòn nổi. Vậy bây giờ làm sao, ăn mềm được không? Không sao, em đã bánh xèo mà, anh cứ yên tâm. Đây, rồi. Giờ bầu trời trông rất là u ám. Lấy cái dĩa chưa? Ấy mụ rồi nè. Wow. Nó dày quá, nó cháy rồi. Em bánh xèo cái nhà, đi đâu vậy? Đi đâu khác đi. Bánh xèo đẹp lắm cái nhà. À, để cho khác đi. Bánh xèo của chúng ta rất là vàng. Yeah. Vàng giòn. Mở cái giấy. Nó dày quá, tại còn cái cuối nè nó mới bị vậy đó quý vị. Ừ.
giờ nói sao giờ? Ăn đi. Ăn đi. Ngon dữ chưa? Đây là bánh xèo do mình đổ đúng quý vị, tại vì là do mình tham á. Không phải này là lỗi là do mình, tại vì mình tham mình lấy cái bột dày quá. Tại nó còn một chén bột là làm hết cho nó luôn. Cho nên là dẫn tới tình trạng là nó bị kẹt. Nhưng mà topping rất là nhiều nha, phần đặc biệt luôn á. À, cái bánh rau này là nãy mình còn dư tính gom lại đem đi cất ha, mà sắp đưa cho người ta à. Chú nên quá ha. Ăn biểu sao mà chị My ba để trên là trên bàn. Còn cái bịch rau đưa cho khách là để trên cửa. Thơm ngon, mời cả nhà ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa vì tôi đói rồi. Ăn nha cả nhà. Giờ mới biết được sáng tới giờ chưa ăn cái gì. 3 giờ nó cũng không có thức nữa mọi người. Nó không thức luôn nha. Tôi quần quật từ 3 giờ nha. Nhưng mà nó tới 11, 12 giờ thì nó mới thức nha. Xong mà nó quần tiếp và nó không ăn. Bây giờ nó đổ thừa. Rồi đó hỏi sao mà nó không mập nổi. Nó ăn giờ đêm không mà mọi người ơi. Nó ăn trái ngược với người ta. 1, 2 giờ đêm nó ăn giờ nha. Nước ngoài cái nhà. Ngoài nó ăn giờ Mỹ chứ không phải giờ Hàn Quốc nữa. Được không, được không? Khác nhưng mà có sợ luôn. Nó dày quá nhưng mà sao? Ổn không? Trong bánh xèo cái gì khác rất là ngon. Đúng mà. Mất dày. Thật là mất dày. Nói chứ cái này nó giòn nè. Giòn nè. Giòn nè. Ừ, chỉ có chỗ này thôi, cái nào khác thì bỏ ra. Ngon không cả nhà? Nước nào dù như thế nào nữa. Cũng lắm. Nói cho món bánh xèo là dễ tính. Nhưng mà đào bánh xèo ở cái quán này cũng giới thiệu cho mọi người biết luôn là quán là bán hai món chính là bánh xèo với là bánh cọt. Ở đây thì có cái bạn này ha, bạn đang ăn này thì bạn là đào bánh xèo. Còn cái chị mà phụ mà tròn tròn đó thì chị đào bánh cọt cũng được. Ở trong quán có hai món thì hai người đào đúng hai món đó luôn. Bao nhiêu cái mà còn dư nó cũng có hết. Cứ nói đi. Một nói mình mà, ta chấp hết. Hôm nay rất là mệt rồi. Bây giờ quay clip cho mọi người coi. Ăn thêm cái này nữa không anh? Hết rồi còn đâu nữa ăn. Rồi em ăn thêm cuốn nữa ha. Muốn ăn thì em ăn đi. Thôi. Trời, từ sáng giờ tôi chưa được ngủ miếng nào. Tôi buồn ngủ. Từ lúc tôi buồn ngủ bây giờ tôi hết buồn ngủ rồi. Rồi cái tối nay nó hành tôi tiếp nè, tối nay nhức đầu cho coi nè. Sao vậy? Thì thiếu ngủ. Bị rối loạn giấc ngủ hả? Ừ. Nói sao đâu. Có gì tối về nghe cái lương ngủ ngay. Nghe gì đất Kim Châu ngủ liền. Không nha, không nói vậy. Nói là nghe cái lương thôi. Rồi về đất Kim Châu. Đây chúng ta không có mục đích công kích ai hết. Ủa thì mắc cười không? Mình nói vậy thôi. Đúng rồi. Thôi cái chỗ đó mình bíp bíp đi. Chuyện nhà tôi. Đúng rồi, đó là chuyện gia đình của tôi. Bố đã lên đèn, hồi sáng này cũng là vậy nè mọi người. Lúc dọn hàng ra cũng nhá nhem vậy nè. Rồi cái... Đúng rồi. 3 giờ khuya thức dậy thì lục đục pha bột. Cái kiểu vậy nè, nhưng mà không có đông đúc vậy. Giờ đó là mấy cái quán này chưa ai mở cửa hết trơn mà ở ngoài đường cũng ít người qua lại nữa. Ê mà con làm mà tới trưa mà con không hay là hủ tiếu nó dọn giờ nào luôn. Con không biết luôn á. Hồi con nhìn qua con thấy cái bà bán nước bà đẩy ra rồi. Chứ con không biết là hủ tiếu dọn khi nào. Dạ. 4 giờ là cô dọn nha. Chào mọi người, dạ vừa rồi đầu video thì mọi người đã xem được cái cảnh mà gia đình em đã tất bật chuẩn bị cho ngày mùng 5 tháng 5, tức là ngày hôm qua. Thật ra thì tính là ngày hôm qua làm rồi đăng lên cho mọi người coi luôn, nhưng mà vì không có thời gian. Cái thứ nhất là do cái cô đầu bếp, cô bếp chính mà chiếc bánh xèo thì
Ngày mùng 4, mùng 5 cô đã xin nghỉ trước đó rồi để mà cô bán bánh ú. Rồi cộng thêm là lu bu công việc cho nên là ngày hôm qua làm xuyên suốt luôn, không có thời gian. Bữa nay em còn buồn ngủ nè. Không có thời gian để mà gửi lời cảm ơn đến tất cả những cô chú anh chị đã đặt bánh xèo của ngày hôm qua. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người rất là nhiều đã ủng hộ cho quán bánh xèo vào ngày mùng 5 tháng 5 ngày hôm qua. Và mong mọi người hãy luôn yêu thương và ủng hộ cho quán vào những ngày tiếp theo cũng như vậy. Xin gửi lời tri ân và cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ ủng hộ bánh xèo mỗi ngày nha. Dạ, cảm ơn rất là nhiều ạ.